Hiệp 1 bắt đầu. Quả trận đấu, võ sĩ gốc Đài Xanh thắng KO. Xin mời trận đấu tiếp theo, hạng cân 71kg nam, Huỳnh Vĩnh Phúc quận 8 gốc Đài Đỏ gặp Lê Viết Đăng Khoa Gò Vấp gốc Đài Xanh. Mời hai võ sĩ. Hiệp 1 bắt đầu.
thúc hiệp 1. Trận đấu tiếp theo chuẩn bị hạng cân 71kg nam, Lê Hồng Phong quận 3 góc đài đỏ gặp Hoàng Trung Nguyên Tân Phú góc đài xanh. Mời hai võ sĩ chuẩn bị. Thời gian nghỉ, mời săn sóc viên xuống đài. Hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2. Hết thời gian nghỉ, mời săn sóc viên xuống đài. Hiệp cuối. Thank you.
kết thúc trận đấu. Kết quả trận đấu, võ sĩ gốc đài đỏ thắng cuộc. Trận đấu tiếp theo, hạng cân 71kg nam, Lê Hồng Phong quận 3 gốc đài đỏ gặp Hoàng Trung Nguyên Tân Phú gốc đài xanh. Hiệp 1 bắt đầu. Thank you.
Hết hiệp 1. Xin mời trận đấu tiếp theo chuẩn bị. Hạng cân 75kg nam, Võ Bảo Toàn, quận 3, góc đài đỏ gặp Trần Duy Hiếu, Nhà Bè, góc đài xanh. Mời hai võ sĩ chuẩn bị. Thời gian nghỉ, mời sang sắp viên xuống đài. Hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 1. Thời gian nghỉ, mời săn sóc viên xuống đài. Hiệp cuối. Thank you.
kết thúc trận đấu. Kết quả trận đấu, võ sĩ gốc Đài Xanh thắng cuộc. Trận đấu tiếp theo, hạng cân 75kg nam, võ Bảo Toàn quận 3 gốc Đài Đỏ gặp Trần Duy Hiếu nhà bè gốc Đài Xanh. Hiệp 1 bắt đầu. Hãy
Hết hiệp 2. Thời gian nghỉ, mời săn sóc viên xuống đài. Hiệp cuối. Trận đấu kết quả trận đấu, võ sĩ gốc đài đỏ thắng cuộc.